chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Quý Mão sinh 1963, ôm lộc tổ tiên, tiền của ùn ùn đổ về như nước lũ. Đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, phát tài đổi đời, giàu sang phú quý, tiền tỷ gửi ngân hàng. Người tuổi Quý Mão sinh 1963 thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, tức vàng trang sức. Những người tuổi Quý Mão có tính cách dịu dàng, họ có thể thích nghi với các môi trường sống khác nhau và biết cách thể hiện đầy đủ bản thân. Họ không dễ bị lừa và có thể giữ bí mật tốt, vì vậy họ là những người bạn rất đáng tin cậy. Họ luôn cố gắng trở nên văn minh và lịch sự, ngay cả với kẻ thù của họ, vì họ ghét những cuộc cãi giả và đánh nhau. Tuy nhiên, họ không giữ nguyên tắc chặt chẽ và dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vì đặc điểm giản dị của họ, họ rất dễ thụ động trong cuộc sống. Họ theo đuổi một niềm vui và cuộc sống tự do, từ chối làm mọi việc với tất cả nỗ lực của họ và không có cảm giác cấp bách. Người tuổi Quý Mão thích dựa vào người khác. Một khi họ mất đi sự phụ thuộc, họ cảm thấy chán nản. Vì vậy, tuổi Quý Mão nên học cách tự lập. Vận mệnh của những người tuổi Quý Mão là sẽ có cuộc sống ấm no, được hưởng bình an và ít gặp biến cố bất ngờ. Thời niên thiếu, họ có thể sẽ phải vất vả, tiết kiệm từng đồng kiếm được, nhưng đến khi về già họ sẽ có nhiều phúc lộc hơn. Người tuổi này cũng có sức khỏe dồi dào, hiếm khi phải khổ sở vì bệnh tật. Người tuổi Quý Mão có khả năng thích nghi nhanh, có thể phát triển bản thân trong mọi hoàn cảnh. Dù trải qua nhiều gian lao nhưng họ không bao giờ có ý định dựa dẫm vào người khác, mà sẽ chỉ âm thầm chịu đựng. Nguyên nhân là vì những người tuổi này có lòng tự trọng vô cùng cao, luôn muốn khẳng định bản thân qua những trải nghiệm thực tế. Nội tâm của người tuổi Quý Mão, Quý Mão luôn chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng họ không muốn để lộ điều này với người khác. Vì phải che giấu nhiều bí mật nên tâm trạng của người tuổi này thường xuyên thay đổi thất thường. Sự bất ổn về tâm lý khiến họ dễ đánh mất ý chí sau mỗi lần bị tổn thương. Nếu nhận được sự hỗ trợ, động viên từ người khác, họ có thể bứt phá để thành công. Sự nghiệp của người tuổi Quý Mão đang diễn ra suôn sẻ, miễn là họ có thể khắc phục nhược điểm của mình và thể hiện điểm mạnh cũng như lợi thế của bản thân. Họ có thể dễ dàng giành được sự ưu ái của cấp trên và được thăng chức. Nhưng cũng vì sự thành công của họ ở nơi làm việc mà một số kẻ có thể ghen tị với họ và làm điều gì đó tồi tệ sau lưng họ. Những người tuổi Quý Mão rất may mắn trong cuộc sống. Họ luôn có được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Họ có thể chọn các dự án đầu tư phù hợp và có được một lượng tài sản lớn. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi mua sản phẩm tài chính và đừng theo dõi người khác một cách mù quáng. Hơn thế nữa, tuổi Quý Mão nên biết khi nào nên ngừng đầu tư để tránh thua lỗ. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Quý Mão sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Quý Mão sinh tháng Giêng, thời điểm tiết trời đang vào độ tân xuân nên mang nhiều cảm giác hoan hỷ, rạng ngời của dáng vẻ mừng đón xuân. Vì vậy người tuổi này được hưởng phúc lộc của đất trời, cuộc sống sau này no ấm đủ đầy. Tuy vậy, họ cũng gặp phải nhiều vất vả do phải chạy dạy, lo toan vất vả mà không có nhiều cơ hội phát tài. Do đó, người tuổi này nên chủ động tìm những việc làm thực tế, làm tốt nhiệm vụ của mình và thiết lập kế hoạch hợp lý thì sẽ không phải gian nan. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời kinh trập, dạng vật sinh trưởng, cây cối, hoa cỏ đâm chồi, tốt tươi nên thường có cuộc đời phơi phới tốt đẹp. Người tuổi này do phải gánh chịu sóng gió trong cuộc đời, nhưng nếu biết phấn đấu thì chuyện tiền bạc hay công danh sự nghiệp cũng không cần lo lắng, thậm chí tiền đồ còn sáng lạn rực rỡ. Vì vậy, người tuổi này nên luôn biết mạnh mẽ, vượt qua khó khăn để có cho mình những kinh nghiệm cuộc đời. Có đủ năng lực để đối mặt với mọi khó khăn thì chẳng có gì không thể vượt qua. Qua gian khổ thì hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 3 âm lịch, đây là thời điểm trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề. Vì vậy, bất kể là nam hay nữ, người tuổi này cũng đều có phúc lộc. Bản tính vốn là người thông minh và lanh lợi, tư duy nhạy bén, có tầm nhìn xa và chí hướng hơn người nên tương lai tiền đồ rất rộng mở, công danh, sự nghiệp thành công hơn người. Bản thân họ là những người đều dựa vào sức lực và năng lực của mình để đạt được thành công. Bên cạnh đó cũng có được những may mắn trời ban phúc lộc từ cha mẹ truyền lại,
Do đó cuộc đời sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 4 âm lịch. Thời điểm này là tiết lập hạ trong năm, trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cối lại gặp thời xung xuê, tươi tốt. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến trong cuộc đời. Tính cách của họ hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ uyên bác, đa tài, học rộng, hiểu nhiều. Nên dù làm gì cũng dễ gặt hái thành công. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì dễ làm nên việc lớn, có thể gian danh lâu dài. Do tính cách hiền hòa nên cuộc sống gia đình đều hạnh phúc, thuận hòa, vợ chồng con cháu đều thành danh hiển hách, vạn sự như ý. Cuộc đời người tuổi này được vận số bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 5 âm lịch. Có tiết trời mang chủng, người tuổi này đều lập nên công trạng hiển hách, tiền bạc dư dả. Tuy đôi khi có gặp khó khăn trong đời nhưng tới thời trung niên thì hậu vận cực kỳ vượng phát, gặt hái nhiều vinh hoa phú quý hơn người. Người tuổi này có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, tài ăn nói tháo vát nên dễ dàng biết tự tay gây dựng sự nghiệp thành công. Tuy vậy, họ lại có trí tu dưỡng, tính tình nho nhã, kính trên nhường dưới, chân thành và chính trực nên gặp được nhiều người yêu quý, đối tác trân trọng. Cuộc đời người này thường trôi qua êm đềm, ít đại nạn, vạn sự đều dễ dàng hanh thông. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 6 âm lịch. Đây là khoảng thời gian vạn vật đổi mới, cây cỏ cũng xung xuê, tốt tươi. Có lẽ do được thừa hưởng khí chất của đất trời trong lành nên vận mệnh thăng tiến, nhiều điều tốt đẹp. Đây là những người có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát chỉ huy, trăm sự đều thuận lợi, trăm điều may mắn, gia đình cũng rất hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Một điều may mắn nữa là người tuổi này thường có sức khỏe dẻo dai, sống hài hòa, tích đức, trân trọng người khác nên cũng được mọi người yêu quý. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi này có tư chất thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn và tạo được cảm giác tin cậy cho người khác. Vì vậy, cuộc đời những người này thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc, mọi sự đều cát lành như ý muốn. Người tuổi này có tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực cao sang nên dễ tụ được tài lộc dồi dào, cơm no áo ấm. Nếu theo con đường nghệ thuật, những người này có thể gây dựng sự nghiệp hiển dinh, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài văn thơ. Có điều, làm gì cũng nên tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mỏng, không được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch. Thời điểm này rơi vào tiết bạch lộ trong năm, những người này có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi, vạn sự tốt lành. Người tuổi này có tấm lòng thiện lương, không bao giờ hại người, chẳng nghĩ đến việc chèn ép hay ức hiếp ai. Đường tình duyên của người này vô cùng tốt, họ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà chẳng màng tổn hại đến bản thân mình, luôn làm việc tốt mà không chờ ơn báo đáp. Cuộc đời của người tuổi này khá tốt nên có thể làm quan chức lớn, bổng lộc đầy tay, công danh phát triển, phú quý cho đến hết đời. Người này có khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích nhiều mặt của vấn đề nên con đường làm ăn đều cẩn trọng, dễ thành công. Đường tài lộc cũng sáng lạng, tiền bạc dồi dào, con cháu nối nghiệp thành công. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 9 âm lịch. Thời điểm này rơi vào tiết hàng lộ, ý chí của người tuổi này thường không được kiên định, họ mang tính cách thích an phận thủ thường, thiếu dũng khí để tiến lên phía trước mà cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc cho mai sau. Họ sống thờ ơ, lười biếng và mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không muốn cố gắng hết sức để giành được những gì mình khao khát. Tuy cuộc sống không đến mức nghèo nàn, túng thiếu, nhưng cũng không thể đại phú đại cát. Vì vậy họ luôn thấy không hài lòng, trách móc cuộc sống, oán hận cuộc đời sinh ra mình không đúng thời. Từ đó ý chí càng thêm giảm sút, nản lòng, dần tự ti và suy nghĩ bi quan. Nhìn chung, khuyết điểm lớn nhất của người tuổi này là không có ý chí cầu tiến hay đi trách móc nghịch cảnh. Nếu có thể khắc phục được nhược điểm này thì chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến trong tương lai theo chiều hướng tốt đẹp. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 10 âm lịch. Trời đất chuyển sang lập đông nên tiết trời lạnh lẽo, cô liêu. Người tuổi này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng cô lập bản thân mình để tự tìm niềm vui. Cũng bởi vậy nên tính cách có phần lập dị, cô độc với các hoạt động xã giao, chỉ thích giấu mình trong nhà hay một nơi nào đó mà không ai hay biết. Họ thường mang nét phẩm chất thanh cao, thậm chí có đôi lúc mang phần tự phụ, không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào. Những người này không thích sự nổi bật, không thích đứng trước đám đông,
Mặc dù trong đời khó tránh khỏi những khi vất vả và gặp phải nguy nan, nhưng vẫn được quý nhân phù trợ nên đều may mắn vượt qua những cửa ải khó khăn trong đời. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 11 âm lịch. Đây là thời điểm tiết đại tuyết, người tuổi này có thể được cho là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh, lanh lợi. Nhưng cuộc đời lại phải tha phương cầu thực, lập nghiệp thành công chỉ ở nơi đất khách quê người. Cha mẹ hay anh em trong nhà cũng sức hèn lực mỏng, không giúp đỡ được gì nhiều nên chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thành công, không thể nhờ cậy hay bấu víu. Ai người tuổi này là người trọng nghĩa khinh tài, cũng rất trân trọng người khác. Sức khỏe người tuổi này cũng được cho là khá rạng ngời, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Người tuổi Quý Mão sinh tháng Chạp. Những người tuổi này là người tư chất thông minh, đỉnh ngộ, đầu óc nhanh nhạy, khéo léo, giỏi giang. Họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, ý chí cao ngất trời, lại lúc nào cũng ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì. Vì đó mà vận mệnh sau này khá tốt đẹp, công danh thành tài hơn người, ngang nhiên tự tại, chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì. Người tuổi này thường có tính cách khoan dung, độ lượng, tính tình phóng khoáng, mà còn được trời thương nên lúc nào tiền bạc như giả, dồi dào. Từ tuổi trung niên, họ có thể tự mình đạt được nhiều vinh hoa, phú quý, có thần tài trợ lực. Những người tuổi này nên kết hôn muộn thì dễ gặp được ý trung nhân phù hợp, gặt hái nhiều thành công, gia sản dồi dào, dư giả. Tuy vậy, đôi khi cuộc sống gia đình có thể gặp những chuyện không như ý, tai họa có thể đến bất cứ khi nào nên luôn cần bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch này được dự báo là một tháng khá là hanh thông với tuổi Quý Mão, khi công việc, sự nghiệp, tình cảm và tiền bạc đều có nhiều khởi sắc, tăng trưởng rõ ràng. Tháng 9 âm lịch này, sự nghiệp của bản mệnh vô cùng lý tưởng, số có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng có người giúp sức nên gặt hái không ít thành tựu. Bạn giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên bằng sự thông minh tài trí của mình. Tuy vẫn sẽ có khó khăn nhưng không đáng kể, bạn có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Tài lộc trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Quý Mão cũng có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó, buôn bán, kinh doanh thuận lợi. Bản mệnh có thêm nhiều hợp đồng mới, đầu tư dễ sinh lời. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít, bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Quý Mão trong tháng 9 âm lịch cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nhân duyên dượng mang tới cơ hội thăng hoa, cảm xúc cho các cặp vợ chồng, người độc thân có thể có cơ hội gặp được người mình thích. Tháng 9 âm lịch này, tuổi Quý Mão duy trì được thể trạng sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái nên ít ốm đau bệnh tật. Song bạn vẫn nên chú ý vì có thể gặp tai nạn hoặc sự cố bất ngờ, bản mệnh cần đi đứng thận trọng. Ngoài ra, do áp lực công việc cao, bạn nên thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt căng thẳng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tháng này được cả lục hợp và nguyệt lệnh đế dượng che chở, nên sự nghiệp của Quý Mão có sự tăng trưởng khá rõ rệt. Con giáp này có thể nắm bắt cơ hội, bản mệnh làm việc chăm chỉ và tiến bộ, đạt được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu phát triển hơn nữa. Cục diện tử vi tốt lành báo hiệu, bản mệnh có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp sức nên gặt hái không ít thành tựu. Có thể sẽ có một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, nhưng đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn. Bản mệnh giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, bằng sự thông minh và tài trí của mình, tuổi Quý Mão còn có cơ hội gặp gỡ được những người có cùng tầm nhìn, cùng chí hướng chung, vốn góp sức làm ăn. Tuy bước đầu vẫn sẽ có khó khăn nhưng không đáng kể, bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Đôi khi người khác có thể sẽ nghĩ rằng bạn đang may mắn mà thôi, song chất lượng công việc sẽ chứng minh năng lực của bạn tới đâu, đừng tốn thời gian đôi co làm gì. Dù con giáp này đang có rất nhiều lợi thế hơn so với mọi người, nhưng cũng không nên vì thế mà sinh ra kiêu ngạo và xem thường người khác.
vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ và giúp đỡ của rất nhiều người đấy. Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta không chỉ có lợi cho các mối quan hệ của bạn, mà còn giúp bạn tích lũy được những kinh nghiệm quý giá. Tuổi Quý Mão cũng phải giữ một cái đầu lạnh, hãy làm tốt công việc của mình và không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, thì mới có thể phát triển tốt hơn và đạt được những may mắn cho riêng mình trong cuộc sống. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, tháng này tài lộc của tuổi Quý Mão cũng đang có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó. Có khá nhiều vận may tiền bạc tìm đến với con giáp này. Với người làm công ăn lương, công việc thăng hoa thì không có lý do gì mà thu nhập không được cải thiện. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng, trợ cấp hoa hồng khi mà bản mệnh bộc lộ tài năng của mình đúng lúc. Nếu có cơ hội thăng chức, tăng lương và nắm bắt kịp thời, thì tháng này thu nhập của bản mệnh sẽ thay đổi đáng kể đấy. Bạn có thể đạt được tự do tài chính bằng cách tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng của mình. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm đế dượng rất có lợi cho người làm chủ, làm quản lý. Bạn điều hành mọi việc rất tốt, được cấp dưới nể trọng và ra sức cống hiến. Nhờ đó, lợi nhuận thu về không nhỏ chút nào, buôn bán kinh doanh thuận lợi. Trong tháng này, lục hợp cho thấy các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp. Điều này sẽ giúp bạn có thêm nhiều hợp đồng mới, hợp tác suôn sẻ, đầu tư dễ sinh lời. Bản mệnh cần lưu ý rằng, cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định khi chưa tìm hiểu rõ về nó. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít. Bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết. Thu chi cân đối cho gia đình và bản thân cũng là một bài toán không dễ mà bạn phải tìm ra lời giải. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ vào tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tháng này, người tuổi Quý Mão dù vẫn đang độc thân hay đã có gia đình thì bản mệnh đều đón nhận được rất nhiều niềm vui. Tình cảm nhân duyên có chuyển biến tốt đẹp, đào hoa phơi phới, tình cảm của các cặp vợ chồng ngày càng thăng hoa, đôi bên có sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau nên mối quan hệ rất khăng khiết. Dù cũng có đôi lúc xảy ra cãi giả nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là cách vợ chồng bạn cùng nhau giải quyết xung đột ra sao. Thực tế cho thấy, dù là bản mệnh hay nửa kia thì đều sẵn sàng hạ cái tôi để gìn giữ hạnh phúc, chuyện lớn quá chuyện nhỏ. Người độc thân tháng này có thể có cơ hội gặp được người mình thích. Bạn cần duy trì sự kiên nhẫn và tâm hồn cởi mở, tham gia vào nhiều hoạt động xã giao để mở rộng các mối quan hệ của mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, tháng này, tuổi Quý Mão duy trì được thể trạng ổn định. Bản mệnh tinh thần thoải mái nên ít ốm đau bệnh tật, nhưng bản mệnh cũng cần lưu ý rằng, có thể xuất hiện một số bệnh nhẹ do thời tiết thay đổi và đau nhức. Trong tháng này, bạn nên chú ý đến các tín hiệu mà cơ thể phát ra, hãy duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi ăn uống tốt. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý vì có thể gặp tai nạn hoặc sự cố bất ngờ, cần đi đứng thận trọng. Do áp lực công việc cao, bản mệnh nên thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt căng thẳng. Hãy nên tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn và duy trì giao tiếp tốt với người thân, bạn bè. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, làm tăng hạnh phúc của bạn. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 dành cho người tuổi Quý Mão sinh 1963. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Ngày này, những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu người tuổi Quý Mão, khiến bạn có hứng thú theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi. Làm được như vậy thì việc khó khăn nào người tuổi Quý Mão cũng có thể hoàn thành. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Quý Mão cực kỳ tinh ý, chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là bạn đã có thể khai thác được vấn đề. Nên bạn sắp tha hồ sáng tạo với những ý tưởng hay ho, từ đó hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn, hứa hẹn bạn sẽ có doanh thu lớn đổ về vào thời gian sắp tới. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của người tuổi Quý Mão sẽ có những chuyển biến tích cực,
bạn có thể gây được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn. Nhờ chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn có thể được khen ngợi một cách công khai hoặc thậm chí được khen thưởng về mặt tài chính. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, cơ hội phát tài sẽ đến với người tuổi Quý Mão. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là thời cơ hiếm có, bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo phải hối tiếc về sau. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, có thể sẽ có một số dự án hoặc nhiệm vụ mới xuất hiện, cho phép bạn vượt qua những giới hạn của bản thân và thể hiện thế mạnh của mình. Không những thế, bầu không khí hợp tác tốt với đồng nghiệp giúp công việc tiến triển nhanh chóng. Ngày 20 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, một số quyết định sáng suốt của bản mệnh cuối cùng cũng mang lại lợi ích và kết quả đáng mừng cho mọi người. Bạn cảm thấy tự hào khi những hy sinh của bản thân là hoàn toàn xứng đáng. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Quý Mão và một nửa của mình làm sâu sắc thêm khía cạnh tình cảm, đồng thời nâng tầm mối quan hệ thông qua sự thấu hiểu và đồng hành bên nhau. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuần này, nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi Quý Mão có một tuần làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bản mệnh chớ chần chừ do dự mà để lỡ thời cơ hiếm có này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp con giáp này gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai. Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuần này, tam hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Quý Mão. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Thiên tài cũng cho thấy, nhờ sự may mắn của mình mà con giáp này có thể phát tài nhanh chóng trong tuần này. Bạn nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để tiện tiếp tục đẻ ra tiền, chứ không nên tiêu xài lãng phí. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm đôi bên dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của bạn. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuần này, người tuổi Quý Mão phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra. Người tuổi Quý Mão hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối. Tốt nhất bản mệnh hãy suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện mà mình không thể chỉ phối. Để có thể hạn chế rắc rối, con giáp này nên tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị du oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người mình. Kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả mọi người. Tử vi tuần mới cho thấy, một sinh quả, may mắn là mối quan hệ gia đình của tuổi Quý Mão rất hài hòa. Vì thế nếu gặp khó khăn, hãy yên tâm mà tâm sự với người ấy. Cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuần này, nhờ sự trợ giúp của thiên tài nên người tuổi Quý Mão có cơ hội phát tài nhanh chóng. Thậm chí, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc và vào điều này. Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai. Tuy nhiên, một khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bạn và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì tuổi Quý Mão cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy và lắng nghe người ấy. Biết đâu bạn sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai.
Tiếp theo sẽ là cẩm nang dượng vận cho tuổi Quý Mão sinh 1963, trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp tăng trưởng rõ rệt, tiền bạc có nhiều khởi sắc. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu xám. Con số may mắn 65, 37 và 48. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác, làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần để kích tài dưỡng lộc và thu hút may mắn. Về tuổi Quý Mão sinh 1963 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video nhé. Tuổi Quý Mão với tuổi Tý. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Tý sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ tuổi Tý, rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì tuổi Quý Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Quý Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Quý Mão với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Quý Mão thường là làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Sửu. Bởi người tuổi Sửu rất chăm chỉ, đặc biệt tuổi Quý Mão rất khâm phục tuổi Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Quý Mão vì tuổi Quý Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Sửu tìm đến tuổi Quý Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Quý Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Sửu với sự hài hòa của hai nhân cách này. Sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Quý Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Quý Mão vốn khá nhút nhát sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật và giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh cẩn thận, tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Quý Mão với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức, chung lòng, tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Quý Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Quý Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Quý Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Quý Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Quý Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững. Bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Quý Mão với tuổi Mùi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật và tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Quý Mão, vì tuổi Quý Mão không có khả năng làm được. Tuổi Quý Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Quý Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và tuổi Thân quá dậy,
bởi người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất tuổi Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác, khách hàng. Còn tuổi Quý Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Thân. Còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Quý Mão, vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Quý Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động công việc tại cơ quan, còn tuổi Quý Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Quý Mão với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Quý Mão sẽ khiến tuổi Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Tuất có tài kinh doanh cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Quý Mão sẽ gửi trọn niềm tin cho tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Quý Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền trong suốt cuộc đời. Mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải vận. 1. Đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, hay thậm chí chép tụng chú La Nghiêm, chú Đại Bi là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A Di Đà Phật. 2. Là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy. Mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra. Vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn, cái gọi là việc tốt, quả báo tốt. Đây là sự thật. Số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân,
mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt. Thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ. Đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Ba là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp vi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau. Sinh tử luân hồi cho đi không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những phong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Mão sinh 1963 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.